dài 75, thì kích thước cái cấu tạo của máy là bằng inox, bề mặt nướng là bằng inox dày 8 mm, và mẫu này là có thêm đường kẻ dọc để các bạn nướng thêm các thành phần thịt nướng hoặc là bistec được đó. Bộ mặt này là các bạn để thêm những rau thịt cá mực cả món. Thì máy này là hai họng đốt hình chữ H ở phía dưới cung cấp nhiệt đều cho máy. Thì máy là cân nặng tới gần 30 kg, phù hợp để các bạn chiên nướng xào tại các nhà hàng, các điểm hỗ trợ mua bán vui chơi giải trí. Thì khi mua máy thì chúng tôi sẽ tặng kèm thêm các bạn là một cái kẹp gấp như thế này, cái bay xào chuyên dụng. Những cái lọ đựng muối, dây ga. Còn van ga thì các bạn nên mua cái van ga của mình để mà chắc ăn hơn, tốt hơn. Thì đây là video thực tế, thì đây là hình ảnh thực tế của máy. Máy được làm bằng inox rất đẹp, chắc chắn, rất nặng. Mẫu này là đang có phục vụ cho cái việc mà làm thức ăn nhanh rất tiện lợi.